Hello, chào tất cả mọi người. Buổi sáng thứ bảy ngày 30 tháng 10, cửa Lùng Thao cạn lồng chồng luôn mọi người ạ. Chị Google cho em hỏi là xuôi qua cửa Lùng Thao đi 2 mét mấy ạ? Em cứ đi hết muốn xong nằm lại gót nung uống nước, nói cho chị các bác tài cứ cồn sồn, các bác ấy cay mày khỏe có vẻ nhịnh ngoạc. Luồng này còn đỡ y em tí nữa em xuống luôn cổ đô, còn nguy hiểm nữa, các bác tài mà không cứng tay lái thì còn cái mịt. Ở dưới luồng cổ đô có biến hay sao mà người quay đầu lại hết nhỉ? Các bác ấy đang cậy máy khỏe để cưỡi hòn cổ đô đấy em à, em đừng có xuống mà vỡ mồm đấy. Không vội được đâu, chịu ngồi. Em cứ về nhà nghỉ lễ đoàn hoàng, không đi đâu mà vội cả lễ nghỉ mà không nghỉ, các bác ấy cứ cố thì còn cái nịt em nhé. Ai giận, luồng cổ đô dưới kia khói ghê. Chị Google cho hỏi tình hình luồng dưới nào chị? Tình hình luồng dưới lúc tắc lúc thông nguy hiểm lắm em à, em cứ quay đầu về nhà nghỉ ngơi đi, lúc nào luồng thông chị sẽ gọi. Chúc các bác tài nhoi nhoi gặp nhiều may mắn. Chào tất cả mọi người nhá. Bác tài nhà em lại quay về bến đây. Có vội cũng chả được đâu. Chúc mọi người có một ngày đỗ ở Con Nung buồn như ma. Bố mình nhịn là lâu lắm rồi đấy nhá.